Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi tắm biển thấy một cái cảnh rất là hay. Hai chú chó đi theo một người chủ đi ra biển. Và một con chó thì nằm ở lại trên bờ để canh đồ, chìa khóa, thứ của ông chủ. Còn một con thì bơi theo ra tắm, nhìn nó rất là vui và rất là thú vị. Bởi vì mình không biết người này là ai cả, cho nên là mình thấy vậy ngẫu hứng mình cầm máy mình quay thôi, chứ mình cũng không có kịp hỏi gì. Đấy, cho nên là có những cái cảnh mà khi năm trước mình đi quay, mình ngồi bờ biển mình thấy một cái cô gái với một con chó rất là hay, mình quay, mình up lên rất nhiều người xem. Nhưng mà sau đấy cô bé nhắn tin hỏi tại sao chú lại tự ý quay như vậy, thôi mình xóa luôn, mình chẳng muốn giải thích vì nó vui á. Thì mình quay thôi, nhưng mà họ hỏi thì cũng đúng quyền của họ, nên là mình xóa luôn. Năm nay mình quay anh này thì để nó không phiền phức thì mình làm mờ khuôn mặt đi, để không sau họ hỏi tại sao tự ý quay như vậy nó phiền phức. Mới cả cái video này thì khi mà mình quay xong rồi thì anh ấy lên, thì mình cũng có hỏi anh đấy là đưa lên YouTube được không, và có cần làm mờ mặt không, thì anh bảo đưa lên cũng được nhưng mà làm mờ mặt cho anh ấy. Thế nên là mình bây giờ mình dựng video lại, mình cho mờ cái khuôn mặt đi để cho mọi người xem cái cảnh này cho nó vui thôi. Mà thực ra là hồi trước thì mình ở trong hội yêu chó Nha Trang, thì anh em rất hay đưa chó ra bờ biển, nhưng mà sau này người dân phản đối nhiều quá, cho nên là bây giờ anh em trong hội thì hầu như không còn ai đưa chó ra bờ biển nữa. Nhưng mà thấy cảnh này cũng rất là vui, rất là thú vị, vì một con nó biết giữ đồ chủ, một con nó bơi theo chủ, thấy vui. Vui với mình thôi, nhưng mà cũng sẽ gây cho một số người là người ta không thích thì cũng không hay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị nhớ đăng ký kênh, để lại bình luận và chia sẻ video để tạo động lực cho chúng tôi làm những video hay, bổ ích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Đây, chúng ta thấy không? Một chú nằm đây mà mình cũng không dám đến gần, mình chỉ run run máy này thôi. Đến gần này sợ ông chủ ấy tưởng là mình định lấy trộm đồ rách việc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.